Tấm Đại Đức thích nhuận đức thuyết giảng vô thời hạn dưới mọi hình thức. Vụ tịnh thất Bồng Lai khởi tố Lê Thanh Nhất Nguyên thêm tội lừa đảo. Đầu độc người thân bằng chất cyanua, tội ác không thể tha thứ. Lời khai của nghi phạm sát hại hai mẹ con vợ cũ ở Hải Dương Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo báo Giác Ngộ, chiều mùng 9 tháng 7, tại chùa Candaransi, thành phố Hồ Chí Minh, Chư Tôn Đức đại diện Ban Thường Trực, Hội đồng Trị Sự, Ban Tăng Sự Trung ương, Chư Tôn Đức lãnh đạo đặc trách Hệ Phái Nam Tông Khmer, cùng Văn phòng 2, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã có buổi họp trao đổi xem xét và thống nhất các biện pháp kỷ luật gia tăng đối với Đại Đức Thích Nhuận Đức. Chư Tôn Đức đã thảo luận, xem xét vấn đề và cùng thống nhất biện pháp kỷ luật gia tăng. Sau đó, Chư Tăng Vân Tập Tránh Điện tác pháp sám hối để đương sự là Đại Đức Thích Nhuận Đức, chí thành bộc bạch ăn năn vì đã có lời nói và thái độ khiếm nhã đối với đồng bào Khmer trong một video năm 2023. Tại chùa Kandaransi, lãnh đạo văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, chư vị giáo phẩm đặc trách các hệ phái đã thống nhất cấm Đại Đức Thích Nhuận Đức thuyết giảng không thời hạn dưới mọi hình thức. Đồng thời, Đại Đức Thích Nhuận Đức phải thành tâm sám hối với Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và hệ phái Phật giáo Nam Tông Khmer, xin lỗi đồng bà và Phật tử Khmer. Giáo hội cũng yêu cầu Đại Đức Thích Nhuận Đức thực hiện biệt chúng sám hối, đúng luật Phật chế định. Thời hạn thực hiện việc sám hối cũng sẽ được áp dụng không thời hạn cho đến khi Ban Thường trực Hội đồng Trị sự có chỉ đạo thay đổi biện pháp sám hối. Việc giám sát Đại Đức Thích Nhuận Đức thi hành kỷ luật được Giáo hội ra Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Ban Quản trị Tổ đình Hộ Pháp chịu trách nhiệm. Trước đó, Đại Đức Thích Nhuận Đức đã có thư sám hối và xin lỗi Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vì đã có những lời khiếm nhã trong video như đã nói ở trên. Đại Đức Thích Nhuận Đức được xác định đã vi phạm các quy tắc thuyết giảng của Ban Hoàng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, làm suy giảm niềm tin của xã hội đối với Phật giáo và giáo hội. Ngày 9 tháng 7, tại trại giam B34, Cục An ninh Điều tra Bộ Công an và Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lê Thanh Nhất Nguyên, sinh năm 1991, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, con trai ông Lê Tùng Vân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Long An phê chuẩn. Hôm mùng 2 tháng 7 vừa qua, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An cũng đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại nơi tự xưng Tịnh thất Bồng Lai. Trước đó cơ quan này tiếp nhận đơn tố cáo của các bị hại về việc những người sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, có hành vi giả chùa, giả sư, giả trẻ mồ côi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nhà hảo tâm. Sau quá trình xác minh, điều tra, cơ quan an ninh điều tra, công an tỉnh Long An khẳng định đã có đủ chứng cứ xác định Lê Thanh Nhất Nguyên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, về chi tiết của hành vi lừa đảo, công an tỉnh Long An chưa công bố. Theo đó, gần 10 năm trước, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Nhị Nguyên và ông Lê Tùng Vân đã đưa nhiều tượng Phật và đồ cúng vào nhà bà Cúc, biến nơi này thành cơ sở thờ tự bất hợp pháp, rừng là tịnh thất bồng lai, sau đó đổi thành thiền am bên bờ vũ trụ. Năm 2022, Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Long An tiếp nhận nhiều đơn thư tố cáo về việc những người sinh sống tại nơi gọi là tịnh thất bồng lai có hành vi giả chùa, giả sư, giả trẻ mồ côi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vì nhiều lý do, hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người này phải tạm dừng điều tra. Tháng 11 năm 2022, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đã tuyên phạt ông Lê Tùng Vân 5 năm tù về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân. Nhân Nguyên và các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 3 đến 5 năm tù. Giữa tháng 4 năm 2024, ông Lê Tùng Vân tiếp tục bị khởi tố cho tại ngoại để điều tra về hành vi loạn luân đầu tháng 7 năm 2024, cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và được viện kiểm sát cung cấp phê chuẩn. Cơ quan an ninh điều tra, công an tỉnh Long An đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý vụ việc. Vụ án Nguyễn Thị Hồng Bích, 38 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, đầu độc chồng và ba người cháu trong gia đình đang gây rúng động dư luận. Tại cơ quan điều tra, bị can Bích khai nhận đã đầu độc chồng và các cháu ruột bằng chất kịch độc cyanua. Theo đó, vào giữa tháng 10 năm 2023, Bích cho rằng chồng mình là NTT Thờ, 38 tuổi, thường xuyên cờ bạc nên đã bực tức nảy sinh ý định sát hại bằng thuốc độc. Bích đã bỏ cyanua vào thuốc cho chồng uống. Đến ngày 18 tháng 10 năm 2023, chồng Bích đã tử vong. Vài tháng sau, Bích tiếp tục đầu độc cướp đi mạng sống của hai người cháu là NKZ. 7 tuổi, con của em gái và NHN 12 tuổi, con ruột của anh trai của Bích. Nguyên nhân là bởi những mâu thuẫn trong gia đình. Ngoài anh thờ, cháu Dê và cháu N, gia đình người thân của Bích có thêm hai người tử vong bất thường là bố và con trai ruột của Bích. Sau sự ra đi của chồng và con, Bích được hưởng khoảng 800 triệu đồng tiền bảo hiểm. Số tiền này, Bích dùng trả nợ và tiêu xài cá nhân. Đến tháng 6 năm 2024, Bích tiếp tục đầu độc cháu ruột là anh NHBT, 18 tuổi. Sau khi uống thuốc do Bích đưa, anh T bị hôn mê và được đưa đi cấp cứu. Quá trình điều trị, bệnh viện thông báo kết quả xét nghiệm có chất cyanua. Nghi ngờ có khuất tất, gia đình T đã làm đơn trình báo công an và đề nghị điều tra. Từ đó, hành vi tàn ác của Bích bị phát hiện. Hành vi đầu độc nhiều người thân của Nguyễn Thị Hồng Bích khiến dư luận hoang mang, phẫn nộ bởi tính chất đặc biệt nguy hiểm, bất chấp đạo đức và lặp lại nhiều lần. Qua quan sát vụ việc, luật sư Hoàng Minh Hiển, trưởng văn phòng luật sư NHM Việt Nam, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, Căn cứ quy định tại Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, bị can Nguyễn Thị Hồng Bích trong vụ án dùng cyanua đầu độc chồng và ba người cháu như truyền thông đăng tải có thể phải đối diện với mức hình phạt cao nhất là tù trung thân hoặc tử hình. Ở vụ án này, người bị buộc tội có thể phải chịu sự trừng phạt của pháp luật với khung hình phạt cao nhất là tử hình. Với những tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, theo quy định tại điểm G, điều 52, nếu phạm tội hai lần trở lên. Ngoài ra, người bị buộc tội còn bị xã hội lên án và có thể phải chịu sự cắn rứt của lương tâm. Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục lấy lời khai, mở rộng điều tra để xác định rõ động cơ, mục đích của đối tượng. Trong khi đó, nạn nhân sống sót duy nhất là anh T hiện đã được xuất viện. Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Dương Đình Luyện, sinh năm 1985, trú tại khu dân cư Mật Sơn, phường Chí Minh, thành phố Chí Linh, kẻ sát hại hai mẹ con ở phường Văn An đã được di lý về cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội. Theo lời khai ban đầu của Dương Đình Luyện, hắn ra tay sát hại chị TTNA, sinh năm 1993, và bà H, mẹ của chị NA, cùng chú tại thành phố Chí Linh do bị nói xấu trên mạng xã hội. Luyện và chị A từng có thời gian chung sống với nhau như vợ chồng từ năm 2014 và có một con chung, sau đó hai người chia tay, chị A về sống với mẹ đẻ tại phường Văn An. Năm 2021, Luyện kết hôn với người phụ nữ khác. Trước thời điểm gây án, giữa Luyện và vợ cũ xảy ra mâu thuẫn liên quan tới việc chị A nói xấu Luyện trên mạng xã hội. Sáng ngày 23 tháng 6, Luyện tìm đến nhà gặp chị A, nhưng lúc này chỉ có bà Hát ở nhà. Khoảng 14 giờ cùng ngày, chị A đang làm tại quán spa ở phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh thì nhận được cuộc gọi của bà Hát, báo Luyện đang ở nhà, yêu cầu chị A về nhà để nói chuyện. Sau đó chị A về nhà gặp Luyện. Tại nhà, Luyện đã dùng hung khí đâm chị A, bà Hát vào căn ngăn, cũng bị hắn đâm liên tiếp vào người. Mặc dù được đưa đi cấp cứu, nhưng mẹ con chị A không qua khỏi. Sau khi gây án, Dương Đình Luyện vội rời khỏi hiện trường. Ngay sau khi nhận được thông tin, công an thành phố Chi Linh cùng với phòng cảnh sát hình sự và các đơn vị liên quan khẩn trương có mặt tại hiện trường, thu thập chứng cứ, điều tra xác minh, đồng thời truy bắt nghi phạm Dương Đình Luyện. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 4 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Dương Đình Luyện về hành vi giết người. Trong nửa tháng lẩn trốn, Luyện đã di chuyển đến nhiều tỉnh thành phố như Quảng Ninh, Bắc Ninh, Đắk Nông, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày mùng 8 tháng 7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ Luyện khi hắn đang lẩn trốn ở Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày mùng 9 tháng 7, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đăng Khoa 25 tuổi, ngụ thị xã Cài Lậy tỉnh Tiền Giang tử hình về tội giết người, 6 năm tù về tội hiếp dâm, 9 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình. Về dân sự, tòa buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại 500 triệu đồng, bao gồm tiền ma chay, tổn thất về tinh thần, khám chữa bệnh của cha mẹ bị hại. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội, phạm tội giết người với nhiều tình tiết định khung. Hành vi của bị cáo là hết sức man dợ, gây đau đớn cho bị hại, gây đau thương cho người thân, dư luận bất bình. Hội đồng xét xử nhận định và cho rằng phải áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc nhất. Bị cáo thản nhiên giao cấu với bị hại mà không quan tâm bị hại chết hay chưa. Hành vi của bị cáo thể hiện sự vô nhân tính. Trước đó, Nguyễn Đăng Khoa sát hại chị VT Thờ, sinh năm 1999, quê Đồng Nai vào ngày 8 tháng 2, tức 29 Tết, ở thành phố Thủ Đức. Được biết, Nguyễn Đăng Khoa và chị VT Thờ ở cùng khu nhà trọ trên đường Quang Trung, khu phố 5, phường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức. Phòng của khoa ở dãy đối diện với dãy của phòng chị T. Sắp đến Tết nhưng không có tiền tiêu xài, ngày mùng 8 tháng 2, tức 29 Tết Giáp Thìn, thấy chị Thờ ở trong phòng một mình chuẩn bị đồ về quê nên Nguyễn Đăng Khoa lấy lý do nhờ chị Thờ qua phụ dịch chuyển tủ quần áo. Khi chị Thờ vừa qua phòng thì khoa đóng cửa lại, dùng dao đe dọa, uy hiếp, khống chế và đâm nạn nhân thiệt mạng. Sau khi lau sạch máu trên nền nhà, khoa đã dở cho đội bại với thi thể của nạn nhân rồi lấy đi một lắc vàng, một nhẫn vàng, 3 triệu đồng và một điện thoại di động của nạn nhân. Sau khi đi bán một nhẫn màu trắng với giá 982.000 đồng và một lắc tay với giá 3,2 triệu đồng, trên đường về, Khoa tháo sim điện thoại của nạn nhân vứt xuống đường, không xác định được địa điểm và mua 1 kg túi ni lông màu đen loại 10 kg và một ổ khóa để khóa cửa phòng của nạn nhân. Về phòng mình, khi lấy đồ trong ba lô của nạn nhân ra thì Khoa phát hiện thêm hai nhẫn vàng, một sợi dây chuyền, một đôi bông tai nên lấy cho vào ba lô của mình. Tiếp đó, Khoa thu dọn những đồ vật của nạn nhân đem đi bỏ ở nhiều điểm khác nhau. Quay lại phòng trọ, Khoa lấy điện thoại di động mở nhạc to và mở vào nước chảy ra sàn tạo âm thanh lớn để tránh việc người ngoài nghe được tiếng động rồi bắt đầu phân nhỏ nạn nhân cho vào 6 túi ni lông. Đến 18 giờ cùng ngày, Khoa chở theo 6 túi ni lông đến đường D4, phường Tăng Nhân Phú A, thành phố Thủ Đức, vứt xuống mép kênh. Sau đó, Khoa mang điện thoại của nạn nhân đi bán được 800.000 đồng rồi chạy về phòng trọ cất xe, mang theo tiền vàng đón xe ôm công nghệ ra bến xe miền Đông. Trên đường đi, Khoa tiếp tục bán hai nhẫn vàng của nạn nhân được 18,2 triệu đồng. Sau đó, Khoa đón xe khách về nhà bạn gái ở huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Trên xe, Khoa chuyển khoản cho bạn gái 3 triệu đồng và chơi đánh bạc trực tuyến. Khi đến nhà bạn gái, Khoa đưa thêm cho bạn gái 3 triệu đồng, nói là tiền lương. Khoảng 9 giờ ngày 30 tháng 3 năm 2023, Lê Văn Vàng 35 tuổi, ngụ quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, đi chơi về đến nhà, thấy mẹ là bà N đang ngồi may đồ, nghĩ đến việc mẹ hay cằn nhằn, la mắng vì không đi tìm việc làm, Vàng xuống dưới bếp lấy một con dao tấn công mẹ. Khi bà N tử vong, Vàng cầm một phần thi thể mẹ để vào sọt rác. Sau đó, Vàng bế cháu ruột sang gia đình hàng xóm gửi nhờ rồi về nhà tiếp tục lấy hung khí và tìm cách gây án với ông Lê Hoàng C, cha ruột vàng. Khi đi bộ đến đầu hẻm, vàng quay ngược về nhà lấy xe máy thì thấy công an cùng bảo vệ khu phố đã có mặt tại nhà. Hai cán bộ công an yêu cầu bỏ dao xuống nhưng vàng không chấp hành mà còn tiến tới tổ công tác. Thấy vậy, ông Nguyễn Thanh Hát, công an phường Tân Thới Hiệp liên nổ ba phát súng cảnh cáo và yêu cầu vàng bỏ dao xuống. Vàng vẫn tiếp tục thách thức nên ông Hát đã bắn phát súng thứ tư vào chân vàng. Lúc này bị cáo mới chịu buông hung khí. Ngày mùng 9 tháng 7, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Vàng tử hình về tội giết người. Phiên tòa được xét xử trực tuyến giữa điểm cầu là trụ sở tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và trại giam T30 tại Củ Chi. Trong phần thủ tục, bị cáo Vàng đã từ chối luật sư chỉ định cho mình và tự bào chữa. Qua phần xét hỏi, bị cáo Vàng trả lời từ 1 đến 2 chữ khi được hội đồng xét xử đặt câu hỏi khi được chủ tọa hỏi hành vi giết mẹ của bị cáo như vậy thì bị cáo nhận thức việc làm của mình là đúng hay sai ngay lập tức bị cáo vàng đáp không biết bình thường theo viện kiểm sát hành vi của bị cáo là man dợ đặc biệt nguy hiểm xét thấy không còn khả năng cải tạo nên đề nghị mức án tử hình khi nghe viện kiểm sát đề nghị mức án tử hình bị cáo vàng nói không biết bào chữa gì hết đồng thời nghịch tử này cũng không nói lời nói sau cùng sau khi nghị án hội đồng xét xử xác định cáo trạng truy tố bị cáo vàng là đúng người, đúng tội, không oan sai. Hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, phạm tội có tính chất côn đồ, man dợ, thủ đoạn rùng rợn, thể hiện không có tính người nên cần xử phạt mức án nặng nhất. Sáng mùng 9 tháng 7, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Định cho biết, Cơ quan điều tra đã tiếp nhận hồ sơ và ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam hung thủ dùng búa tấn công vào đầu nữ trung tá công an ở huyện Hoài Ân. Đó là bị can Nguyễn Văn Đức, 44 tuổi, ở khu phố Gò Câu, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân. Bị can này đã bị điều tra tội giết người. Tại cơ quan công an, Đức khai gần đây đã cố ý gây thương tích với em rể của nữ trung tá, đã bị xử phạt hành chính 6,5 triệu đồng. Tức giận vì điều này, Đức đã nung nấu ý định trả thù vợ của đối thủ. Sáng hôm 7 tháng 7, khi thấy nữ trung tá VTAV, 45 tuổi, đang công tác tại công an huyện Hoài Ân, mặc thường phục chạy xe máy trên đường, Đức tưởng là vợ của đối thủ nên đuổi theo. Từ phía sau, đối tượng cầm búa đánh vào đầu khiến cán bộ công an gục xuống đường. Đức không dừng lại mà tiếp tục ra tay đến khi nữ trung tá bất động. Sau đó, đối tượng đến công an đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Đức khai đã ra tay nhầm người vì nữ trung tá trông giống em gái. Đại tá Nguyên cho biết, hành vi của Đức rất dã man khi đánh tới 4 phát búa vào đầu của nạn nhân. Theo lãnh đạo công an tỉnh Bình Định cho biết, đối tượng Đức trước đó có 2 tiền án về tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản. Mới đây, đối tượng này có tiền sự về tội cố ý gây thương tích, bị công an huyện Hoài Ân xử phạt vi phạm hành chính. Cũng theo đại tá Nguyên, Trung tá V hiện đang là đội trưởng đội quản lý hành chính công an huyện Hoài Ân. Được biết, hiện tại tình hình sức khỏe của nữ trung tá V vẫn diễn tiến xấu, chưa có chuyển biến tích cực. Về chi giác vẫn không thay đổi, hôn mê, về xét nghiệm vẫn rối loạn điện giải, tình hình vẫn còn rất nặng. Bác sĩ Võ Thành Nam Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho biết, thời điểm tiếp nhận, bệnh nhân VTAV bị vỡ nứt sọ và được phẫu thuật ngay sau đó. Bệnh nhân hiện đang nằm hồi sức tại khoa ngoại thần kinh với thương tích nặng. Vào 23 giờ ngày 8 tháng 7 tại căn nhà A7 trên 18 ấp 4 xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, người dân phát hiện căn nhà hai vợ chồng N khoảng 35 tuổi và bà D đang bốc cháy, bên trong nhà mùi xăng bốc lên nồng nặc. Ông N sau đó chạy ra khỏi nhà với nhiều vết bỏng trên người. Bà D bị bỏng nặng không thể thoát ra khỏi nhà. Cả hai sau đó được đưa vào bệnh viện bên quận 8 chữa trị. Người vợ bị bỏng nặng, chuyển biến xấu nên được đưa vào bệnh viện trợ rẫy cấp cứu. Nhiều người dân sống tại khu vực này cho hay, thời gian gần đây giữa hai vợ chồng thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn, cự cãi lớn tiếng, người chồng thường xuyên dọa đốt xe đốt nhà, người dân sợ người chồng gây hỏa hoạn nên nhiều lần gọi điện báo công an. Sáng ngày 9 tháng 7, công an huyện Bình Chánh vẫn đang phong tỏa khám nghiệm hiện trường căn nhà, lấy lời khai nhân chứng trích xuất camera để làm rõ. Theo bác sĩ Bùi Thu Phương, khoa Nhi, bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bạch hầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn Corynebacterium diphtheria gây ra. Bạch hầu là một trong những căn nguyên gây tử vong hàng đầu trong thế kỷ 19 và những năm đầu thế kỷ 20. Tuy nhiên, hiện nay nhờ chương trình tiêm chủng, bệnh giảm rõ rệt và ít gặp hơn, tỷ lệ tử vong do đó cũng giảm nhiều. Bệnh gây nhiễm độc nặng do ngoại độc tố của vi khuẩn. Tổn thương chủ yếu là các màng giả ở họng, thanh quản, mũi. Đường lây của bệnh qua đường hô hấp, từ cuối thời kỳ ủ bệnh do tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết đường hô hấp hoặc qua các dịch tiết nhỏ bắn ra không khí hay tiếp xúc với da người mắc bệnh. Bệnh có thể lây gián tiếp qua đồ dùng, quần áo, thức ăn có dính dịch tiết hô hấp của người bệnh. Theo bác sĩ, thời kỳ ủ bệnh bạch hầu khoảng từ 2 đến 5 ngày, không có biểu hiện gì, tiền sử tiếp xúc người bệnh và trong vụ dịch Thời kỳ khởi phát bệnh thường tiến triển từ từ, bệnh nhân sốt nhẹ, có các biểu hiện viêm hô hấp cấp như đau họng, chảy nước mũi, khó chịu, da xanh. Thời kỳ toàn phát, người bệnh có triệu chứng sốt nhẹ hoặc không sốt, ho và đau họng, khó nuốt, đau đầu, khàn giọng, vẻ mặt nhiễm trùng nhiễm độc nặng, miệng hôi, mệt mỏi nhiều. Người bệnh sẽ chảy nước mũi mủ máu, viêm loét niêm mạc mũi, hạch cổ, hạch góc hàm to. Cổ bệnh to tạo hình ảnh cổ trâu họng của người bệnh đỏ mang giả trắng xám ánh vàng nhãn bóng dính chặt vào amidan họng lan rất nhanh bóc khó gây chảy máu và làm giả mạc lan nhanh hơn giả mạc này không tan khi cho vào nước mang giả khởi đầu thường có ở amidan sau lan nhanh ra hầu họng vòm họng lưỡi gà xuống thanh môn gây khó thở thanh quản bạch hầu hô hấp có các thể bệnh bạch hầu họng bạch hầu thanh quản bạch hầu mũi bạch hầu ác tính ngoài đường hô hấp Bệnh bạch hầu có thể thấy bệnh trên da, kết mạc, niêm mạc sinh dục, tiết niệu, hậu môn, ống tai. Bệnh bạch hầu có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng như tắc nghẽn đường hô hấp, viêm cơ tim, viêm dây thần kinh ngoại biên, viêm thận, viêm phổi, sốt huyết giảm tiểu cầu. Đây là một bệnh cấp cứu nên cần nhập viện ngay để điều trị và cách ly càng sớm càng tốt. Việc điều trị cần đảm bảo các nguyên tắc như cách ly trong 10 đến 14 ngày, nghỉ ngơi tuyệt đối tại giường kháng sinh diệt khuẩn thuốc trung hòa độc tố càng sớm càng tốt phát hiện sớm các biến chứng xử lý kịp thời chống tái phát và bội nhiễm dinh dưỡng đầy đủ nếu khó nuốt phải ăn bằng sô nê dạ dày